Chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau công phá một số câu vận dụng cao hàm số. Thì trước khi bắt đầu video, bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình cũng như cập nhật những cái video mới nhất nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đến với câu đầu tiên, sau khi đọc được câu bài toán, người ta đề cập đến các điểm cực trị của hàm số bậc 3. Thì bây giờ mình sẽ đạo hàm trước. Y phẩy của nó chính là bằng cái gì? Chính là bằng 3. Mình đặt 3 làm nhân tử chung, bởi vì mình thấy có cái nhân tử 3 ra ngoài. 3 nhân cho x bình trừ cho 2m trừ 1 nhân cho x trừ 6m trừ 3. Bây giờ mình sẽ xử lý được cái phương trình tạo hàm của nó bằng 0. Y phẩy bằng 0, mình nhầm thấy được nè. Tại trường đại x bằng trừ 3 thì bên đây là 9 nè. Ở đây trừ 3 này là 6, 6, 3, 9 là hết nè. Trừ 3 đây là trừ 2 với trừ 3 là 6 hết nè. Vậy thì nó sẽ có hai nghiệm. Thứ nhất là x bằng trừ 3. Và nghiệm thứ hai là x bằng. Lấy cái này chia cho trừ 3, 2m cộng 1. Đây, phương trình y phẩy bằng 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt. Đó chính là, nó sẽ có hai nghiệm là trừ 3 và 2m cộng 1. Thì để hàm số có hai điểm cực trị thì phương trình hai nghiệm này phải là hai nghiệm phân biệt, tức là sao, tức là 2m cộng 1 nó phải khác trừ 3, tương đương với lại m phải khác 2. Đây chính là điều kiện mà chúng ta phải quan tâm, đó chính là m phải khác 2. Thì bây giờ các bạn để ý kỹ cho mình như sau: khi đó hàm số sẽ có hai điểm cực trị, đó chính là điểm A có tọa độ là trừ 3, mình đặt đây là IA mình chưa biết rồi, B có tọa độ là 2m cộng 1, đây là IB mình cũng chưa biết luôn. Thì phải toán kêu là để hàm số này tạo với điểm O thành 3 điểm cách đều nhau. Thì nghĩa là gì? Mình có một đường thẳng như thế này, ở điểm A, ở điểm B, đây điểm O. Thì 3 điểm này phải cách đều nhau. Đây là trường hợp thứ nhất, đó chính là O là trung điểm AB. Hoặc trường hợp thứ hai cũng có thể là A là trung điểm của BO. Hoặc trường hợp thứ ba thì có thể là thì trong 3 trường hợp này thì 3 điểm này nó sẽ cách đều nhau. Thì mình sẽ xét 3 trường hợp. Đây, hoặc trường hợp thứ nhất chính là O là trung điểm AB, tức là gì? 2 lần xO là 0. Đó chính là bằng xA cộng xB trừ 3 cộng với lại 2M cộng 1. Đó, đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là điểm A là trung điểm của OB, 2 lần xA là trừ 6 bằng xO cộng với lại xB 2M cộng 1. Và trường hợp thứ ba, B là trung điểm của OA, tức là gì? 2 nhân cho 2m cộng 1 bằng xO cộng xA là bằng trừ 3. Mình giải hệ này. Trường thứ nhất thì mình giải được là m bằng 1. Trường hợp thứ 3 là m bằng trừ 7 phần 2. Rồi, trường hợp thứ 3 là m bằng trừ 5 phần 4. Lưu ý cho mình là cả 3 cái số này nó đều đã khác trừ 2 hết. Cho nên mình sẽ nhận hết luôn. Nhận 3 số này. Nó kêu là tổng các cái giá trị. Chính là mình sẽ lấy 1, mình cộng cho trừ 7 phần 2, cộng cho trừ 5 phần 4. Và máy mình được cái này bằng trừ 15 phần 4. Vậy thì đáp án chính xác ở đây chính là phương án A. Đây, lưu ý cho mình thì một bài toán này là bài toán không khó, tuy nhiên chúng ta cần phải đạo hàm chính xác, nhằm được nghiệm, đồng thời chúng ta phải xác định được là các cái trường hợp mà nó có thể xảy ra được. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo. Thì trước hết đây là một bài nhìn thì nó khá là phức tạp đấy, nhìn nó cũng khá đáng sợ. Thì nó là một hàm bậc 4 có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Thì ở đây mình đang kêu là tìm m là hàm số đồng biến trên một khoảng. Thì trước hết mình sẽ xét cái lõi của nó là y là bằng x mũ 4 trừ 4 x bình cộng với là 4 m x cộng với là m cộng 2017. Rồi bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của nó. Y phẩy là bằng 4 x mũ 3 trừ cho 8 x. Mình ghi nhầm đề đây. Đây, 43 trừ cho 12x bình cộng với lại 4m. Rồi như thế này đây. Rồi thì bạn để ý kỹ cho mình như sau. Chính là gì? Y phẩy như thế này. Đến đây mình đâu có nói được điều gì đâu, y phẩy. Bây giờ bạn lưu ý cho mình đây. Đối với nó có một cái tính chất rất là đặc biệt. Đó chính là như sau. Chẳng hạn như anh kêu là tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng 2, 3, 2 và 3 như thế này. Thì nếu như hàm số này luôn đồng biến trên khoảng 2, 3, tức là sao? Thì nó như thế này.
đồng biến mà nó luôn dương trên khoảng 23 nè, thì khi các bạn lấy giá trị tuyệt đối thì nó vẫn là đồng biến như khoảng 23 đây. Hoặc là trường hợp thứ hai 2 và 3, thì nếu như hàm này nó nghịch biến trên khoảng 23 và nó âm, bắt buộc nó phải âm và nó nghịch biến, thì khi bạn lấy trị đối, lấy đối xứng của mình đây, nó cũng là một hàm đồng biến. Cho nên cả hai trường hợp này dẫn đến hàm đồng biến. Tuy nhiên, nếu như hàm này vừa đồng biến hoặc vừa nghịch biến trên khoảng 23, là ví dụ nó đồng biến hoặc nghịch biến mà nó âm mà nó dương như thế này, thì khi bạn lấy trị đối thì nó cũng như thế này, và như thế này nó không thể nào đồng biến trên khoảng 23 được. Vậy thì mình sẽ suy ra được đó chính là chúng ta chỉ lấy hai trường hợp đầu này. Hai trường hợp đầu này sẽ xảy ra. Mình sẽ dấu hoặc. Đó chính là gì? Trường hợp thứ nhất đó chính là g phẩy x hàm số gx. Mình ghi đây g phẩy x. G phẩy x luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Mọi x thuộc trong đoạn từ trừ 2 cho đến 3. Đây mình xin lỗi mình viết đây trừ 2 nha. Rồi, trừ 2 cho đến 3. Và đồng thời g phẩy đây trừ 2. Nó phải là trừ 2, nó phải dương. Nó phải dương. Nó phải không âm như thế này. Là trường hợp thứ nhất. Hoặc trường hợp thứ hai là g phẩy x bé là bằng 0. Mọi x thuộc trong đoạn từ trừ 2 cho đến 3. Và đồng thời g phẩy của trừ 2. Đây mình nói nhầm, g của trừ 2 nó phải bé hơn 0, bé bằng 0. Thì đây, nếu như hàm này hàm đồng biến và cái điểm đầu của nó phải dương, thì hàm này sẽ luôn đồng biến, hoặc là hàm này hàm nghịch biến và điểm đầu của nó phải âm. Đây, thì đây là hai trường hợp nó có thể xảy ra. Bây giờ chỉ tùy thuộc vào cái biến đổi của các bạn thôi. Để xin đổi tương đương. Thì tương đương với lại cái gì? G phẩy 4x mũ 3 trừ 12x bình cộng 4m lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc trong đoạn từ trừ 2 cho đến 3. Và đồng thời g trừ 2, g trừ 2 thì bạn nhập mình nhận được đó chính là bằng 2065 trừ cho 7m thì lớn hơn bằng 0. Đây trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai 4 mũ 3 trừ 12x bình cộng 4x 4m phải bé hơn bằng 0 với mọi 2x thuộc đoạn từ trừ 2 cho đến 3. Và đồng thời 2065 trừ 7m phải bé hơn bằng 0. Thì để giải cái đầu tiên này rất là dễ, bạn chỉ cần cô lập tham số m là bạn giải bình thường. Thì cái này mình sẽ để các bạn tự giải. Thì mình sẽ đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó chính là m sẽ lớn hơn hoặc bằng 20 và m bé hơn hoặc bằng 295. Là trường hợp thứ hai đó chính là m bé bằng 20 và m lớn hơn bằng 295, thì mình sẽ loại trường hợp ở dưới, bởi vì sao? Không thể nào có giá trị m vừa bé hơn 20 và m lại có thể lớn hơn được 295 được. Cho nên chỉ có trường hợp thứ nhất xảy ra chính là 20 bé hơn được bằng m, m bé bằng 295. Vậy thì tổng cộng có là 276 số. 26 số thỏa yêu cầu về toán. Vậy đáp án chính xác ở đây, đáp án chính xác ở đây chính là phương án B. Và đây là một bài khá là khó, vì nó khó ở chỗ bạn phải nhìn ra được là nó sẽ luôn đồng biến khi nó đồng biến dương hoặc là nghịch biến âm.